Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, một người đàn ông từng làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người được khá nhiều người cả trong và ngoài nước biết đến với khả năng đặc biệt là nhìn xuyên qua lòng đất. Ông nhìn vào hư không thấy được những thứ mà người bình thường không thể nào thấy được. Ông đã dùng khả năng của mình giúp đỡ rất nhiều gia đình tìm lại di hài của thân nhân bị thất lạc, trong đó còn có cả hài cốt của lính Mỹ đã mất trong chiến tranh từ rất lâu. Người đàn ông đó là ai? Và câu chuyện và câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dị nhân một ngày chỉ ngủ 2 tiếng. Ông Đỗ Bá Hiệp có thể dùng mắt trần để tìm kiếm những gì bị chôn sâu trong lòng đất. Vì thế, nhiều người đã tìm đến anh để tìm kiếm những di hài của người thân bị thất lạc. Anh Hiệp còn có khả năng đoán định được hài cốt nào là của thân nhân nào. Một điều mà các nhà khoa học khó giải thích, nguyên nhân nào đã giúp anh có khả năng lạ lùng ấy. Điều đặc biệt là anh Hiệp chỉ thực hiện các khả năng của mình khi cần thiết phải giúp đỡ ai hay làm việc đáng làm, chứ không bao giờ dùng khả năng ấy để mưu cầu lợi riêng cả. Lúc đầu, nhiều người sống gần anh Hiệp không thấy có điều gì khác lạ ở anh ngoài công việc thường ngày là nghiên cứu khoa học. Dần dần, những tin đồn về anh lan mãi ra khi biết anh có khả năng kỳ lạ. Nhưng anh hay giấu giếm và không muốn mình trở thành mục tiêu cho mọi người bàn tán xôn xao. Tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng cho biết, dị tài của ông Đỗ Bá Hiệp khiến các nhà khoa học trong và ngoài nước cảm thấy ngỡ ngàng. Theo lời kể của tiến sĩ Vũ Thế Khanh, ông Đỗ Bá Hiệp từng làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người. Ông hiện đang sống chung với mẹ, vợ và hai con trong một căn chung cư nhỏ chật hẹp ở Hà Nội. Ông sống rất giản dị, tuềnh toàng trong cách ăn mặc nhưng lại rất nhiệt tình. Ngoài dị tài nhìn xuyên lòng đất, các nhà khoa học cũng cảm thấy ngạc nhiên bởi từ mấy chục năm nay, mỗi ngày người đàn ông này chỉ ngủ 2 tiếng mà sức khỏe vẫn bình thường. Càng về sau, khi những khả năng đặc biệt của ông đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát thì ông cũng không còn giấu được người ngoài. Sau lần tìm mộ của cụ thân sinh cho một gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh, tên tuổi của ông Hiệp càng vang xa. Ông lão từ thành phố Hồ Chí Minh lặn lội đến nhà ông Hiệp tìm mộ người thân tên là Phạm Huy Nho, ngụ Đông Du, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nho về Hà Nội tìm thi hài ông cụ thân sinh ra mình, nhưng không hề biết ngôi mộ được an táng ở khu vực nào. Ông Nho chỉ kể rằng cách đây 50 năm, gia đình ông sinh sống ở Hà Nội và sau đó ông vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Ông cũng mất liên lạc từ đó. Ông và vợ đã nhiều lần quay trở lại Hà Nội tìm mộ cha, nhưng lần nào cũng thất vọng quay về. Khi nghe tin ông Đỗ Bá Hiệp có khả năng phát hiện các thi hài trong lòng đất và chỉ ra được các liên hệ thân thuộc của thi hài đó với thân nhân, vợ chồng người đàn ông này hối hả đi ra Hà Nội. Sau đó họ đã gặp ông Hiệp và được nhận lời giúp đỡ. Sau khi nghe ông Nho trình bày về ước vọng của mình, dị nhân Hiệp ngồi yên lặng một lát, mắt nhìn vào khoảng không, rồi sau đó anh chậm rãi nói với hai vợ chồng ông Nho rằng ông cụ thân sinh ra ông mất tại làng Vẽ, một làng ở ngoại ô Hà Nội. Năm ông cụ mất khoảng 55 tuổi, riêng cụ bà thì mất tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghe đến đây, vợ chồng ông Nho cảm thấy rất ngạc nhiên vì ông Hiệp chưa từng biết đến gia đình mình mà lại có thể phán những thông tin đúng đến như vậy. Nghe lời dị nhân Đỗ Bá Hiệp, sáng hôm sau vợ chồng ông Nho đi về làng Vẽ, hay còn gọi là làng Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội để tìm mộ người thân. Khi ba người đi vào vùng ruộng khô rộng lớn, ông Hiệp bỗng nhiên dừng lại, vẫn ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Ông chỉ tay vào một khoảng đất trống ở góc ruộng cho biết chỗ đó chính là nơi an táng ông cụ thân sinh của ông Nho. Vợ chồng ông Nho chưa hết ngạc nhiên thì ông Hiệp lại chỉ tay về một gò đất cao cách đó không xa và nói rằng đó chính là nơi có ngôi mộ tổ của gia đình ông Nho. Tiến sĩ Vũ Thế Khanh kể lại, ông Nho tiến đến và hỏi ông Đỗ Bá Hiệp rằng làm sao có thể biết được đó là một ông cụ thân sinh ra mình. Ông Hiệp trả lời rằng khi còn sống, bố của ông Nho thường để râu hình chữ nhân và khi mất vẫn để nguyên kiểu râu ấy. Kinh ngạc, xúc động, ông Nho chỉ biết gật đầu xác nhận lời ông Hiệp nói, bởi trong bức ảnh cụ thân sinh ra ông hiện đang ở Sài Gòn cũng cho thấy cụ để râu hình chữ nhân.
làm sao ở Hà Nội mới gặp lần đầu tiên mà dị nhân này có thể biết được điều đó. Câu chuyện hai vợ chồng ông Nho nhờ ông Hiệp tìm được ngôi mộ của cụ thân sinh chẳng mấy chốc lan truyền khắp Hà Nội và cả các tỉnh miền Nam. Nhiều người nôn nóng chờ đợi, mong có dịp được gặp ông Hiệp để nhờ chỉ chỗ chôn cất của người thân đã thất lạc. Nhiều nhà khoa học thì nói rằng ông Đỗ Bá Hiệp sở hữu thiên nhãn. Tìm thấy mộ con trai của người phụ nữ Mỹ. Theo tài liệu của Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, có một người đàn bà Hoa Kỳ sang Việt Nam tìm kiếm thi hài của người con trai lúc chiến đấu ở chiến trường miền Nam, Việt Nam. Theo lời kể của người phụ nữ này, con bà đã ra đi trong một cuộc hành quân đến Tây Ninh. Người đàn bà này khi đến thành phố Hồ Chí Minh chỉ có trong tay một lá thư của con trai đã gửi về Mỹ cho bà trước khi mất. Trong chuyến đi này, bà cũng chỉ biết cầu nguyện sẽ tìm được hài cốt con trai, mặc dù biết rằng tỷ lệ thành công rất thấp. Tuy nhiên khi tìm đến ông Đỗ Bá Hiệp, người phụ nữ ngoại quốc này đã được toại nguyện. Nghĩ đến hoàn cảnh của người đàn bà vượt nửa vòng trái đất đến Việt Nam tìm con trai, ông Đỗ Bá Hiệp cảm động nhận lời giúp đỡ. Ông lập tức đến Tây Nguyên cùng người đàn bà Hoa Kỳ và một người phiên dịch. Đến chỗ mà ông Hiệp linh cảm rằng con trai người phụ nữ kia đã chút hơi thở cuối cùng. Ông Hiệp xuống xe, đi bộ chậm rãi, đến một khu đất có nhiều gò đất nhấp nhô. Ông Hiệp dừng lại rồi quay sang nói với người phiên dịch rằng con trai người đàn bà kia đang nằm dưới đó. Đặc điểm nhận ra là người lính Mỹ này một bên chân bị thương từ trước cuộc hành quân cuối cùng. Nghe phiên dịch nói, người đàn bà này rơm rớm nước mắt ngạc nhiên. Bà vội đưa cho ông Hiệp hơn chục tấm ảnh chụp rất nhiều lính Mỹ. Ông Hiệp lần dở từng tấm và dừng lại ở một bức hình rồi đưa cho người phụ nữ đó. Đến lúc này bà òa khóc và ôm tấm ảnh vào ngực, bởi đó chính là con trai của bà. Khi những lưỡi xẻng được đào xuống hơn 1 mét thì hài cốt của người lính Mỹ hiện ra. Chuyện lạ về ông Hiệp, người có thiên nhãn, được truyền ra cả nước ngoài. Chính các nhà khoa học, địa chất nước ngoài đã sang Việt Nam làm phép thử và tận mắt chứng kiến khả năng kỳ lạ của ông Đỗ Bá Hiệp cũng phải kinh ngạc. Hiện nay ông Hiệp chủ yếu sử dụng dị tai của mình vào việc tìm mộ cho các gia đình. Tiến sĩ Vũ Thế Khanh khẳng định ông thường dùng khả năng ấy phục vụ mọi người một cách nhiệt tình, chứ không dùng vào việc tư lợi cá nhân. Cũng theo tiến sĩ Vũ Thế Khanh, thiên nhãn được cho là một dạng của những người sở hữu giác quan thứ 6, đó là con mắt tâm linh. Đã từng có thông tin về các vị thiền sư có khả năng đoán biết được những người hôm nay sẽ gặp mình và nói những chuyện gì. Tuy nhiên với những trường hợp như ông Hiệp cần nghiên cứu thêm, không nên thần thánh hóa mọi việc. Thưa quý vị, ông Đỗ Bá Hiệp đã dùng khả năng đặc biệt của mình mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho bao gia đình. Chuyện lạ về khả năng đặc biệt của ông đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu tìm hiểu, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được ra nguyên nhân cụ thể. Dù sao, đó cũng là một khả năng đặc biệt mà thôi. Chúng ta cũng không nên quá đồn đoán, thần thánh hóa rồi rất dễ trở thành một sự mê hoặc và mù quáng. Tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.